Thật là tuyệt vời khi chỉ với một vài cái gõ bàn phím là các bạn đã có thể tìm được những video magic của các pháp sư Trung Hoa. Thật không thể tin được. Và điều tuyệt vời hơn nữa là các bạn có thể học lỏm được từ đó. Và các bạn biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Không chỉ sao chép nó mà các bạn còn biến nó thành một phong cách riêng của mình. Và đó chính là điều mình làm trong video travel vừa rồi của mình. Có một vài hiệu ứng thì mình đã sao chép của các pháp sư Trung Hoa. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một hiệu ứng mà được mọi người hỏi khá là nhiều trong video vừa rồi. Đó là hiệu ứng làm thế nào để mình tạo ra hai cái vòng này. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đây là hai video ghép lên khung hình này. Thì mỗi video mình sẽ chụp màn hình ở đoạn cuối, rồi mang qua Photoshop tách phần thừa là phần bầu trời. Sau khi tách xong phần bầu trời thì chúng ta cùng mang qua After Effects để cùng làm công đoạn tiếp theo. Thì đây là hai bức ảnh vừa được tách ở bên Photoshop. Bây giờ cùng làm hiệu ứng này nha. Nào, cùng tạo một con mới. Con này mình đặt là ảnh 1, chiều dài chiều rộng là 1920 1080. Ok, kéo ảnh vừa tạo vào trong comb đấy, resize lại để cho nó vừa với khung comb. Tạo tiếp một comb nữa là ảnh 2, thả cái ảnh còn lại vào và cũng resize cho vừa với khung của comb nhé. Sau khi tạo xong hai comb đấy rồi thì mình cũng tạo một comb chính, đặt là main comb. Bây giờ cùng kéo hai comb vừa tạo được bằng ảnh vào trong comb chính này. Mình sẽ tắt bớt một ảnh đi. Bây giờ mình sẽ dùng ảnh này tạo ra cái hình tròn như mọi người đã thấy trong video nhé. Cái hiệu ứng đó tương đối là dễ. Cái effect duy nhất mọi người cần ấy, nó có tên là Polar Coordinate. Ở trong này thì nó chỉ có duy nhất một thông số, đó là Interpolation. Hiệu ứng này thì giúp chúng ta có thể bẻ cong mọi thứ. Hiện tại ở đây thì nó đang là 0. Thì các bạn, khi các bạn kéo từ 0 lên 100 thì nó sẽ bắt đầu bẻ cong hình ảnh. Các bạn đổi lại là Rect to Polar nhé. Thì khi các bạn kéo từ 0 đến 100 thì bức ảnh nó sẽ bắt đầu bị bẻ cong này. Và khi kéo đến 100 thì nó sẽ là một hình tròn hoàn toàn. Nhưng mà ở đây thì có thể là nhìn nó hơi bị, nó chưa được đẹp, nó chưa được hoành tráng. Hoặc là trong những trường hợp ví dụ như ảnh 2, khi các bạn cho Polar Coordinate vào thì bởi vì ở đây nó chỉ có một cái nhà duy nhất thôi, cho nên nó sẽ bị bẻ cong cái nhà. Thế thì bây giờ sửa như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ add thêm một hiệu ứng nữa ở trên cái hiệu ứng Polar Coordinate, đó là hiệu ứng Motion Time. Và chúng ta đặt nó ở trên Polar Coordinate nhé. Sau đó thì chúng ta chỉnh cái output width này lên một chút để cho cái ảnh nó dài hơn và nhìn cái hiệu ứng nó đẹp hơn. Thì mình đã thử với thông số với các ảnh của mình rồi, cho nên mình biết là ở đây mình sẽ output width ở cái ảnh này của mình là 200. Đó, sau khi chỉnh xong thì nhìn nó đã ok hơn rất là nhiều rồi. Còn ở cái ảnh 1, chúng ta cũng add hiệu ứng motion time vào, kéo lên trên polar coordinate. Ở cái ảnh này thì mình đã tìm hiểu và mình biết là cái số output width của mình là 400. Thì nhìn nó sẽ ok nhất, cái nhà nó sẽ không bị méo. Đó, vậy là bây giờ chúng ta đã tạo được hai hình tròn như là mình đã làm ở trong video. Phần mà mọi người thắc mắc thì vừa rồi mình đã giải đáp rồi. Còn cái chuyển cảnh ở trong video thì sau khi tạo ra được hai layer như này, mình sẽ nhân đôi rất nhiều layer lên. Và sau đó bật 3D cho tất cả các layer và sắp xếp chúng theo chiều sâu trong không gian 3D. Việc này cần tương đối là nhiều thời gian, cho nên mọi người cứ làm từ từ, sắp xếp chúng theo chiều sâu trong không gian. Và sau đó thì mọi người sẽ tạo một cái camera và cùng làm animation cho camera di chuyển đâm xuyên qua tất cả mọi thứ. Để có thể tạo ra được hiệu ứng di chuyển mượt mà nhất cho camera thì mọi người có thể tạo ra nhiều nu nhé, và gắn chuyển động của camera vào các nu và gắn các nu vào với nhau. Sau đó key cho position của camera đi xuyên qua. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Hy vọng những chia sẻ này của mình có ích cho mọi người. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên subscribe, bởi vì còn nhiều hơn những tutorial, kiến thức và tài nguyên sẽ được chia sẻ trên kênh. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.